Hôm nay Nhân muốn một cái sự đặc biệt với một cái sự góp mặt của anh trong cái chương trình đặc biệt này. Nhân Trần xin giới thiệu và cho Minh Châu luôn, đó là nhạc sĩ Châu Đình An. Vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm sang long lanh, ôm danh nát trong tâm linh, ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn. Còn yêu chi hoa ngày xanh heo hon vì mong manh, bỏ quên lại người sau. Thương em khi yêu lần đầu, yêu em lo âu tình sâu, dù gương trong mong dài lâu, xin cứ lấy ước mơ đầu. Cho tôi yêu em nồng nàn, cho tôi yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu. Ủa? Đã tặng em gì đây không? Cấm đoán quá. Yêu muộn mang nhưng hay người hát người đây đang mà đi tặng cho. Thật là đông đen. Anh phải chỉnh cái độ cận lại nha. Quý vị có thấy là quý vị có thấy cái tay đàn à, wow. Rất là wow. Giống như là ngay lập tức tự nhiên anh Nhân nói là cần một tay đàn. Thế là nhạc sĩ ta cầm cây đàn ngay lập tức. Tại vì người nghệ sĩ và cây đàn lúc nào cũng đi bên cạnh nhau, dù là người ta có làm cho anh Châu Đình An một vòng tay được không? Em nói dù là người ta có làm thương mại hay là làm bất cứ một việc gì đó thì cái tâm hồn vẫn luôn luôn có âm nhạc trong đó. Và khi một người mà có tâm hồn nghệ sĩ thì họ làm bất cứ điều gì cũng có cái điều hay và nhẹ nhàng lãng mạn trong đó hết. Thì quý vị phải tin tưởng vào chúng tôi. Phải nói là thực sự bất ngờ khi mà Nhân Trần giới thiệu nói anh Châu Đình An cầm đàn để mà Phương Trang với là Mary Châu hát. Nhưng mà gửi đến quý anh chị và các bạn một cái sự ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên đó là những cái người làm neo chúng tôi rất là yêu hát. Và hy vọng rằng trong các cái chương trình kế đến chúng tôi cũng sẽ được sự đóng góp của những cái tiếng hát trong cái ngành neo của chúng ta. Và cũng như Minh Châu cũng gửi đến một số câu, Phương Trang cũng số câu và Mary Châu số câu. Nhưng mà một người đang ngồi đây mà quý vị sẽ được lắng nghe đó. Phải là bây giờ. Đừng có tấm thiệp mời trên bàn. Hình như là mình biết là Nhân Trần có một bài mà cũng rất là thích, đó là bài cô nhạc sĩ Trần Liên Thanh. Cô nhà đúng rồi. Đó là bài Mùa Đông của anh. Mùa Đông của anh. Càng khúc hơn khúc. Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em yêu anh, em thân quen với trời hạnh phúc mơ. Em ơi đông lại về từ trong năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau hoàn tình đó. Em nghe không mùa đông, mùa đông qua rồi, mùa đông, mùa đông nhưng qua mà trong, rồi vẫn còn lạnh lẽo ở trong tâm hồn. Vô nhịp rồi, mất nhịp rồi. Thôi, cho qua turn đi. Mất nhịp rồi, cho qua turn. Ăn ít thì no lâu. Vừa rồi đó là những khía cạnh nhí nhõm của chương trình Neo View của anh em chúng tôi, Nhân Trần, Mary Châu, nhạc sĩ Châu Đình An, ca sĩ Phương Trang và MC Minh Châu. Anh em chúng tôi rất vui vì lòng thương yêu của quý vị dành cho chương trình Neo View. Và hy vọng cũng như là anh em chúng tôi chia sẻ với quý vị, hãy gửi những chương trình về cho anh em chúng tôi cũng như là chờ đợi những cái thông báo của anh em chúng tôi sẽ phổ biến cho quý vị. Để rồi chương trình Neo View sẽ trở thành chương trình number one của cộng đồng neo của chúng ta tại Hoa Kỳ. Nhân Trần xin mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Yeah.
từ mình hát rồi mình vỗ tay luôn hả? Quý vị vỗ tay cho, để cho mấy anh em Trang không có cần vỗ tay nha.